sự cũng là một trong những biện pháp nghệ thuật rất là quan trọng giúp con có thể diễn đạt một cách rất là giàu hình ảnh và rõ ràng, đồng thời cũng rất là giàu cảm xúc, bởi vì hoán dụ cũng đã tạo ra một cái hàm xúc đa nghĩa trong quá trình các con viết văn. Vậy hoán dụ là gì? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu có mấy kiểu hoán dụ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với giai điệu này cho cô. Tiếng Việt. Hoán dụ. Chúng mình vào phần đầu tiên để tìm hiểu bài học ngày hôm nay với cô, đó là một La Mã. Hoán dụ là gì? Chúng ta thấy rằng là ở ví dụ sách giáo khoa cũng đã đưa chúng ta đến với khái niệm hoán dụ rất là gần. Với hai câu thơ sau đây, áo nâu liền với áo xanh, nông thôn liền với thị thành đứng lên. Và ở đây thì yêu cầu đề bài chỉ ra là các từ gạch chân trong câu trên dùng để chỉ ai. Thì con thấy rằng là chúng ta chú ý cho cô những cái cụm từ cô gạch chân đã. Đầu tiên là áo nâu, tiếp theo là áo xanh, tiếp theo chúng ta có từ nông thôn, chúng ta có từ thị thành. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Chúng ta thấy rằng là áo nâu ở đây chính là chỉ người nông dân. Và áo xanh ở đây là chỉ người công nhân. Còn đối với nông thôn thì chúng ta hiểu đó là những người sống ở nông thôn. Và thị thành là những người sống ở thành phố. Và các con có thể thấy rằng là giữa áo nâu và áo xanh ở đây có mối quan hệ gần gũi với nhau. Chúng ta rút ra nhận xét thứ hai, đây là có quan hệ gần gũi. Và đối với cụm từ thứ hai đó là nông thôn và thị thành, thì các con thấy rằng là nó cũng có một cái mối liên hệ khác, đó chính là quan hệ giữa vật chứa đựng và vật bị chứa đựng. Quan hệ giữa vật chứa đựng và vật bị chứa đựng và vật bị chứa đựng. Và từ ví dụ trên các con cũng có thể thấy được là cách diễn đạt mà chúng ta thấy sử dụng biện pháp hoán dụ sẽ hay hơn rất nhiều, đúng không nào? Bây giờ cô có một câu hỏi thứ hai là so sánh cách diễn đạt của câu thơ trên với câu sau: tất cả nông dân ở nông thôn và công nhân ở thành phố đều đứng lên. Và cách diễn đạt nào hay hơn? Thì các con thấy rằng là chắc chắn là cách diễn đạt đầu tiên sẽ hay hơn rồi. Và từ biện pháp nghệ thuật hoán dụ được sử dụng trong các ví dụ trên, chúng mình sẽ cùng với cô chuyển sang phần 2 nhỏ, đó là nhận xét. Chúng ta rút ra định nghĩa hoán dụ. Từ đó chúng ta hiểu được là hoán dụ chính là việc chúng ta gọi tên sự vật hiện tượng này bằng khái niệm này bằng tên của một sự vật hiện tượng khái niệm khác có mối quan hệ gần gũi với nó và nhằm tăng sức ở hình biện cảm cho sự diễn đạt. Khái niệm về hoán dụ, con chú ý cho cô có 3 ý. Giống với biện pháp ẩn dụ chúng mình cũng đã từng học rồi, đó là hoán dụ là việc gọi tên. Gọi tên A bằng B. Và cái thứ hai đó là các sự vật hiện tượng này có mối quan hệ gần gũi. Có mối quan hệ gần gũi. Và tác dụng của hoán dụ cũng là làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt. Tác dụng tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt.
đó chính là những cái nội dung chính của phần ghi nhớ sách giáo khoa. Bây giờ thì cô trò mình sẽ chuyển tiếp sang một nội dung thứ hai, đó là chúng ta sẽ tìm hiểu các kiểu hoán dụ. Để chúng ta ghi đề mục cho cô trước khi chúng ta đến với nội dung này nhé. Con chuyển sang hai la mã nào, các kiểu hoán dụ. Và để tìm hiểu về các kiểu hoán dụ này, các con sẽ theo dõi các ví dụ. Ví dụ đầu tiên của sách giáo khoa như sau. Em hiểu các từ ngữ in đậm dưới đây có ý nghĩa như thế nào? Câu A, bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sở đá cũng thành công. Câu B, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụ lại nên hòn đến.